Xin chào các em, chúng ta tiếp tục. Bây giờ chúng ta sẽ học tiếp về cái hệ đầy đủ cái biến cố. Bây giờ cho một cái hệ biến cố, các biến cố A1, A2, 3 chấm đến AN. Hệ này được gọi là đầy đủ. Nếu nó thỏa mãn điều kiện sau đây. Thứ nhất là AI giao AG là bằng rỗng. Tức là biến cố không thể với mọi y khác gì. Tất nhiên y gì chạy một đến nào. Thứ hai là tất cả cái này cộng lại phải bằng omega A1 cộng A2 cộng 3 chấm cộng AN phải bằng omega. Thế là định nghĩa thế nào là hệ đầy đủ cái biến cố? Tức là cái này nó phải xung khắc từng đôi một và tất cả hợp lại là phải bằng cả omega. Một ví dụ dễ nhất là cái hệ gồm hai biến cố A và A ngang. Đây là ví dụ siêu dễ thương. Hai anh này thì nó tạo thành một cái hệ đầy đủ cái biến cố. Đương nhiên A và A ngang giao nhau bằng rỗng, đúng không? Là biến cố không thể. A và A ngang hợp lại với nhau bằng omega. Đây là ví dụ dễ nhất. Rồi, thì nếu như bây giờ ta cho một cái hệ đầy đủ A1, A2, 7,3 chấm, 7AN và một biến cố B bất kỳ. Biến cố B bất kỳ thì đó thì chúng ta có được là B bằng B giao omega. Cái này đương nhiên rồi, vừa thầy nó nói ở trên. Như vậy bằng B A1 cộng A2 cộng 3 chấm cộng với AN nào. Bây giờ mình dùng tương tự như phép nhân phân phối phép cộng. VA1 cộng BA2 cộng 3 chấm cộng BAN, đúng chưa? Rồi sau đó chúng ta dùng thì khi mà những anh này nó xung khắc với nhau từng đôi thì cái dao là nó bé đi, tức là con của nó cũng sẽ là xung khắc với nhau từng đôi, nên là chúng ta sẽ dùng lấy xác suất hai bé hai biến cố bằng nhau, xác suất của chúng bằng nhau. Các biến cố ở trong cái ngoặc tròn đằng sau ấy, thì nó xung khắc với nhau từng đôi, cho nên xác suất của một tổng xác suất. Bây giờ ở trong cái ngoặc, cái trong từng cái một, và đây chính là xác suất của một tích. Xác suất của một tích thì chúng ta áp dụng công thức xác suất tích thôi. Chúng ta sẽ dùng công thức nào? Nếu dùng chúng ta theo hai hướng nha. Hướng thứ nhất là chúng ta viết đó là PB nhân với P A1 trên B. Cái con này nó bằng cái này này. Tiếp tục. PB nhân với P A2 trên B. Cho đến cuối cùng. PB nhân với PAN trên B. Hay là chúng ta đi theo hướng thứ hai là ngược lại, PA1 nhân với PA1
B trên A1. PA2 nhân PB trên A2 với công thức phép tích mình học vòng công thức là không học thuộc thì làm bài kiểm tra mất cố điểm. PAN nhân với PB trên AN. Trên AN. Chúng ta sẽ dùng công thức nào trong hai công thức trên? Hay là dùng cả hai? Xin mời 34769 Quách Thị Quỳnh. Em có Em dùng công thức phía trên hay dùng công thức phía dưới? em dùng công thức phía dưới ạ. Vì sao không dùng công thức trên? Em thấy vì ở trên cái ở trên là b p nhân p của b PA1 ý, thì tách ra thì nó là phải là cái ở dưới ạ. Hai công thức này không có cái nào sai cả, vấn đề là dùng thế nào. Nếu như mình dùng công thức ở trên ấy thì tất cả nó đều có PB. Đấy. Mình đặt PB ra ngoài. Ở trong mình nhóm ra. Thế sau đó hai cái PB lại giãn nước đi. Thế thì được cái quái gì? Mục đích của chúng ta là chúng ta đang đi tính PB. Đấy, thì bây giờ mà lại giảm nước hết đi thì còn nói chuyện gì? Công thức phía trên không hề sai, nhưng mà nó không giúp chúng ta tính được PB. Mà chúng ta phải dùng công thức phía dưới. Dùng công thức phía dưới và công thức phía dưới chúng ta có đó là công thức xác suất đầy đủ PB bằng P1 PA1 nhân với PB trên A1. PA2 nhân PB trên A2 cộng 3 chấm cộng với cuối cùng là PAN nhân với P B trên AN. Đây là công thức xác suất đầy đủ. Đấy. Hai cái công thức ở trên không công thức nào sai cả. Tuy nhiên dùng cái một thì nó lại mục đích chúng ta đang tính PB, PB đã biết quái đâu. Chưa? Rồi. Thì chúng ta sẽ làm một vài ví dụ. Đây, ví dụ đầu tiên là trong tài liệu của chúng ta. Một nhà đầu tư cổ phiếu đầu tư vào trường phái phân tích cơ bản muốn xem liên liệu đầu tư vào nhóm cổ phiếu nào với khảo sát dựa trên EPS lợi nhuận trên một cổ phiếu ở ba mức cao, vừa, theo khảo sát của anh ta thì 60% loại EPS cao là tăng đáng kể 10% một năm. Trong khi đó loại vừa và thấp lần lượt là
65%, 55%. Hỏi theo cách chia của anh ta thì hiện tại, biết rằng theo cách phân chia của anh ta thì hiện tại 20% mã IPS là cao, 30% là trung bình, 50% là thấp. Một mã chứng khoán chọn ra ngẫu nhiên, hỏi xác suất để nó tăng đáng kể là bao nhiêu? Xin mời. Và chúng ta đọc cái câu hỏi của người ta có cái câu ở dưới là chọn một mã chứng khoán ngẫu nhiên, xác suất để nó tăng đáng kể là bao nhiêu. Như vậy thì tăng đáng kể ở đây thì đấy là một biến cố. Tiếp nữa là thì nó ở đây nó phân ra ba loại, một là EPS cao, trung bình, thấp. Như vậy thì một cái là 20%, một cái là 30%, một cái 50% cho chúng ta được điều gì? Xin mời Lê Thị Ngọc Linh. Em thưa thầy là 20% mã là EPS cao thì cho ta biết được là PC bằng 0,2 ạ. 30% là trung bình thì cho ta biết được là BV bằng 0,3. Và 50% là thấp thì cho ta biết được PT bằng 0,5 ạ. Còn cụ thể hơn được điều gì nữa? Còn cụ Thế 20% với 30% với 50% có gợi cho em một cái ký ức gì không? ký ký ức ạ. 20, 30, 50. Ký ức nha. Ký Giống ức. Giống cái gì? giống công thức trên nhỉ. Giống cái thực trên. 20, 30, 50 cộng lại bằng 100%. Đấy chính là ký ức của chúng ta. Ba cái thằng này cộng lại là 100%.
cho nên là nó sẽ lập thành một hệ đầy đủ cái biến cố. Thì tất nhiên mình có thể ký hiệu giống như trong bài là AB, A, V và T, nhưng chúng ta có thể gọi A1, A2, A3 được, cho nó giống công thức A1, A2, A3 lần lượt là biến cố, không gọi giống như trong tài liệu, lần lượt là biến cố, mã chứng khoán. Mã chứng khoán chọn ra, được chọn ra là EPS cao, trung bình, thế thì khi đó thì P của A1 là bằng 0,2, 20% thì lại 20%. PA2 là bằng 0,3 và PA3 là bằng 0,5. Và cái hệ A1, A2, A3 là một hệ đầy đủ cái biến cố. Đấy, nó phải như thế. Con này xử lý tiếp như thế nào? Thì đoạn trên của đề bài lại cho biết dữ kiện đấy ạ. Cái chỗ theo khảo sát của anh ta ấy, 60% loại EBS cao là tăng giá đáng kể. Thì bây giờ mình gọi biến của tăng giá đáng kể là B đi ạ. Mình gọi là B để cho nó theo giống công thức. Vâng. Mình gọi B là biến cố mã chứng khoán tăng đáng kể, được chọn tăng đáng kể. Thế thì sao? Thì cái 60% loại EBS cao là tăng giá đáng kể, tức là cho ta biết được là B, P của B trên A1 sẽ bằng 0,6 ạ. Ui giỏi đấy, làm nào em biết đấy. Bởi vì theo cái công thức xác suất đầy đủ ấy ạ, à, em thấy là cái nào cần tìm thì cho cái đấy ở phía trước ạ. Cái nó cần tìm cho nó bị trước. Đúng rồi, như thế này nhé, 60% loại EPS cao là tăng đáng kể, tức là trong trong cái loại EPS cao, cái câu này mình hiểu là trong cái loại EPS cao thì có 60% tăng đáng kể. Anh mình cái câu thầy vừa gạch chân, trong cái loại cổ phiếu mà có EPS là cao thì có 60% là tăng đáng kể, thì có nghĩa là cái sự kiện EPS cao là xảy ra rồi, cho là biết sau 60%. Rồi tiếp. Dữ kiện thứ hai là trong đó loại vừa và thấp lần lượt là 65% và 55%, thì tương ứng với là P của BA2 sẽ bằng 0,65 và P của B trên A3 sẽ là 0,55. Rồi, thế sau đó làm gì tiếp? Thì đấy, suy ra ta sẽ có là PP sẽ bằng là VB là cái gì? PP là xác suất để EP để EP xác suất để mã chứng khoán được chọn tăng đáng kể ạ. Ồ đúng rồi. Xác suất để mã chứng khoán được chọn tăng đáng kể. Mã chứng khoán được chọn. Mã được chọn. Viết tắt thằng nào cái mắt chết, viết tắt chết sợ.
mã xác suất để mã chứng khoán được chọn tăng kể là PB rồi, nó bằng cái gì? Sẽ bằng là P của A1 nhân với P của B trên A1 ạ. Cộng với P của A2 nhân với P của B trên A2 ạ. Hết chưa? Cộng với P của A3 nhân với P của B trên A3. Hết chưa? Rồi ạ. Thế rồi thay số vào máy tính. Con đầu tiên là 0,2 nhân với 0,6 Cộng với 13. 0,3 nhân 0,65. Ừ. Cộng với 0,5 nhân 0,55. Con này là 0,12. Con này là 0,195. Con này là 0,275. Bằng 0,59 ạ. Ui giỏi thế, làm nào cậu nhanh chứ. Em bấm máy tính ạ. À thế à? Tưởng nhầm. 0,59, bài toán được giải quyết xong. Ô, cái loại này hóa ra lại dễ nhỉ. Tức là mình phải xác định được đâu là hệ đầy đủ và đâu là cái biến cố cần tìm, xong mình biết công thức. Nhưng là đôi khi nó sẽ lộn ngược lại theo cái công thức mà thầy vừa viết vừa đấy. Đấy, đây này. Đây này, nếu không cẩn thận chúng ta sẽ viết nhầm cái công thức trên này. Công thức này thì nó không sai nhưng mà nó không tính toán được. Không tính được. Có đồng chí nào thắc mắc gì không? Nguyễn Thị Minh Trâm thắc mắc gì không? Dạ không ạ. Tức là em hiểu bài đúng không? Dạ vâng ạ. Thế bây giờ làm bài kiểm tra Bây giờ có làm làm bài được kiểm tra không? có làm được không? Dạ chắc được ạ. Đấy, kêu không. Như vậy là cái đoạn này là chúng ta đã xong. Ô, đúng là bằng 0,59 thật. Bây giờ nếu như mình sử dụng phần mềm không lên. Mình sử dụng phần mềm R thì mình có thể nhập theo từng dòng một. Đầu tiên là xác suất trong hệ đầy đủ. Xác suất hệ đầy đủ. Thì cái quan đầu tiên là 0,2 nhưng mình phải nhập là 0,2, 0,3, 0,5 để là xác suất hệ đầy đủ. Sau đó xác suất điều kiện. Xác suất điều kiện của chúng ta là nó bằng 0,6, 0,65 là 0,55. Đấy. Tiếp tục, sau đó là xác suất tích. Xác suất tích thì nó chính là tích của cái thằng xác suất để đầy đủ. Với lại xác suất điều kiện. Úi dồi, sao mình nhân giỏi thế? 0,12, 0,195 này, 0,275 này. Và cái anh trên nó chẳng qua là nó cộng lại mà, cho nên nó sẽ dùng lệnh sum. Ồ, đúng bằng 0,59 thật. Xong. Đấy là một đoạn để chúng ta tính toán ra được.
Tất nhiên cái con này nó ra đáp số đúng, và có cái trường hợp nó phân số ví dụ nhầm 5 phần 7 chẳng hạn là đáp số nó sẽ xấp xỉ. 7 phần 5 thì nó tính đúng nhưng mà 5 phần 7 thì nó tính xấp xỉ. Lưu ý một số trường hợp là khi sử dụng phần mềm này như thế. Như vậy là phần đầu được giải quyết xong với gọi lại cho nó máu. A1, A2, A3 cho nó giống như lý thuyết. Bây giờ câu hỏi thứ hai là anh ta lọc ra cổ phiếu tăng giá đáng kể để khảo sát. Chọn một mã ngẫu nhiên trong đó, khả năng này thuộc vào nhóm EPS cao là bao nhiêu? Xin mời. Bài này làm thế nào nhỉ? Phí Phương Quỳnh. Máy hơi nhỏ không nghe thấy gì đâu. Rồi, đang chạy từ bếp lên hay sao thế? Đâu ạ? Đấy, xử lý cái vụ này đây. Ồ, Phí Phương Quỳnh giải thế nào đấy? Em đang nghĩ ạ. Đôi khi mình lơ đễnh mình không để ý một chút thành khó giải. Bây giờ ta phân tích cái câu đề bài người ta cho như này. Anh ta lọc ra những cổ phiếu tăng giá đáng kể để khảo sát. Tức là cái sự kiện tăng giá đáng kể này xảy ra rồi. Như vậy tức là cái con B nó đã xảy ra rồi. Phân tích cái câu này, anh ta lọc ra những cổ phiếu tăng giá đáng kể. Thì có nghĩa là cái sự kiện con B nó xảy ra rồi. Trong đề bài bảo là chọn một ngẫu nhiên một mã trong đó, hỏi khả năng mã này thuộc nhóm EPS là cao,
Thì tất nhiên về mặt nguyên tắc khi trả lời đầy đủ thì phải nói là anh ta lập ra cổ phiếu tăng đáng kể để khảo sát, thì cái khả năng cái mã này thuộc nhóm EPS cao là lấy câu đầy đủ của người ta ấy. Khả năng thay chữ khả năng gọi là xác suất. Mã này thuộc nhóm EPS cao là P, tức là cái con B nó sẽ rồi nhá. B nó sẽ rồi thuộc vào nhóm cao tức là A1. Cái công thức này, cái này người ta gọi là công thức hậu xác suất. Tức là cái sự kiện ấy, cái con B nó xảy ra rồi. Con này nó bằng cái gì? Con này nó bằng cái gì? Đinh Thị Hương Giang. Chết rồi, Hương Giang bật máy xong đi đâu rồi? Đinh Thị Hương Giang gọi mấy lần không trả lời. Vũ Kim An. Có khi giờ đang làm một giấc khó khóa. Vũ Kim An. Cũng không trả lời. Nguyễn Minh Tiến. Minh Tiến cũng không trả lời. Chết rồi. Lê Thị Minh. Hô cũng không trả lời. Đấy, như vậy là đăng nhập đấy xong rồi để đấy. Rất nguy hiểm. Cái này thì cái bài kiểm tra số 1 này, nội dung của nó rơi vào ngày hôm nay hơi nhiều đấy. Cái công thức này thì là nó chính là bằng P A1B chia cho PB. Nhưng mà PA1B thì nó lại bằng PA1 nhân với PB trên A1 theo công thức nhân xác suất. Đấy. Như vậy mình sẽ thay số vào thôi. PA1 là 0,2. Anh kia là 0,65 đúng không? Đúng rồi. Chia cho ở dưới mẫu PB mình vừa tính là 0,59. Thế là ra ra số. Tự tính. Ồ, cái này hay nhỉ. Cái này là chúng ta đã sử dụng công thức xác suất có điều kiện để chúng ta tính. Và ở phía trên thì chúng ta dùng công thức nhân xác suất. Xác suất của một tích ấy. Em thưa thầy, Ôi. P của B trên A1 có 0,6 thôi ạ. 16 à? Vâng. À đúng rồi, cái đằng sau là cái đằng sau mới là 0,65. Cái tính thủ công này thì nó được cái là nó rất dễ hiểu. Bây giờ cái này là xác suất để nó rơi thuộc nhóm EPS cao như vậy, nó là trung bình thấp tính hoàn toàn tương tự. Thế nó hỏi là cao à, bây giờ là trung bình PA2 trên B cũng tính được, hay là PA3 trên B cũng hoàn toàn tính được. Thì những cái này gọi là hậu xác suất, tức là cái sự kiện B nó xảy ra rồi. Thế là cái mã chứng khoán này là nó là tăng càng đáng kể, mã cổ phiếu tăng đáng kể, thì bài toán được giải quyết xong. Nhưng mà bây giờ mình kết thúc, mình kết hợp với công thức ở trên với công thức ở dưới, mình sẽ ra được công thức BS. Công thức BS tổng quát của nó là gì?
Công thức BS thì nó phát biểu như này. P của AK trên B thì trên tử là P AK nhân với P B trên AK. Còn ở dưới là PA1 nhân P B trên A1 cộng, tương tự như thế, tự nhiên cộng với con cuối cùng là PAN nhân PB trên AN. Nhưng nếu chúng ta để ý thật kỹ thì chính là chứng minh như thầy vừa viết như này nhé. Đây là công thức BS. Hồi xưa hồi thầy sinh viên các thầy cô không thuộc công thức BS không được cần đâu. Thật ra công thức BS là suy ra từ công thức xác suất có điều kiện và công thức xác suất tích đấy nhé. Con này nhé thì là bằng P của AK nhân với B chia PB. Cái con trên ấy thì nó bằng P AK nhân với PB trên AK công thức xác suất tích. Còn ở dưới dưới B con này vào là do công thức xác suất đầy đủ thôi. PA1 nhân PB trên A1 cộng 3 chấm cộng đến cái cuối cùng là xong. Tự viết. Đấy. Đấy là công thức xác suất BS, là một cái phần mà lỗi kinh hoàng của rất nhiều sinh viên nhiều trường. Thực ra là họ không biết cách làm, mình phải tự đi chứng minh mình nhớ được cái công thức. Sau này là thuộc vĩnh viễn, 1.000 năm sau mình vẫn nhớ được. 1.000 năm sau khi ta quay lại kiếp người học các môn xác suất thống kê, chúng ta lại bảo ồ ngày xưa thầy Tần từng dạy mình cách nhớ nhanh như thế này. Xong rồi. Đấy. Thế thì bây giờ mình muốn sử dụng một cách ngon lành và khi sử dụng phần mềm để chúng ta tính toán ở trên phần mềm R ấy, thì chúng ta sẽ chia thành các dòng sau đây gồm 5 dòng. Dòng 1 là xác suất trong hệ đầy đủ. Dòng 2 là xác suất điều kiện, thứ 3 là xác suất tích, thứ 4 là xác suất của biến cố cần tìm và thứ 5 là công thức hậu xác suất. Thì có lẽ nhiều em vẫn thắc mắc cái công thức này thì chúng ta xử lý như thế nào, chúng ta sử dụng như thế nào. Sử dụng như thế thì có gì đâu mà. Ui giời. Cái dòng đầu tiên nhé là xác suất của các biến cố trong hệ đầy đủ. Dòng thứ hai là xác suất điều kiện. Dòng thứ ba là xác suất tích, dòng thứ tư là công thức xác suất cần tìm, dòng thứ năm là hậu xác suất. Cách tính của nó là như sau, trừ dòng 1, dòng 2 ra thì dòng 3 là tích của dòng 2 với dòng 1, tức là dòng 1 nhân dòng 2 ra dòng 3. Tổng của dòng 3 ra dòng 4. Dòng 3 chia dòng 4 ra dòng 5. Cao thủ chưa? Bây giờ hỏi cái gì ta cũng cần hết. Đấy. Bây giờ để ý, các em để ý xem. Có phải là con này nhân với con này thì ra cái con ở phía dưới đúng không? PA1 nhân với PB trên A1 thì bằng PBA1. Dòng 1 nhân dòng 2 ra dòng 3, tổng dòng 3 ra dòng 4. Dòng 3 chia dòng 4 ra dòng 5. Đấy. Rất hay đúng không? Từ nãy giờ ta làm 4 cái đấy. Dòng 1 nhập dòng 1 nhập dòng 2 xong là tích nhân với nhau ra dòng 3. Tổng của dòng 3 ra dòng 4.
Bây giờ lấy dòng 3 chia dòng 4 ra dòng 5 nhé. Đây, nhìn lại lệnh vừa nãy thì nó làm. Đây là lệnh nhập dòng 1 này. Nhập dòng 2 này. Tính dòng 3 bằng cách lấy dòng 1 nhân dòng 2 này. Chuẩn chưa? Đấy. Tổng dòng 3 ra dòng 4, đây là dòng 4 này. Bây giờ lấy dòng 3 chia dòng 4. Lấy dòng 3 chia dòng 4. 1 2 3. Úi giời, nó ra hết cả lò nhà nó luôn. Không tin cái em tính ba cái ở trên thì nó ra đáp số cũng chỉ như chúng ta tính thôi. Đây, vừa nãy là ta mới làm một cái đúng không? Đấy. Em rảnh rỗi chiều buổi chiều rảnh rỗi chúng ta dò ra chúng ta làm tiếp. Chúng ta thấy là cực kỳ bất ngờ luôn. Tất nhiên đáp số nó xấp xỉ đấy nhé. Thì khi nào mà những con số dưới mẫu nó là 2 4 8 16 5 cũng được. Nhưng mà ví dụ con 3 thì là số ra số thường là số. Đấy. Không tin tính thử ra xem. Đúng chưa? Quá chuẩn luôn. Đấy, bây giờ thầy giáo cho em nhìn lại lệnh nhé. Lệnh nó rất là hay. Sau này người ta có thể hỏi trắc nghiệm hay nó hỏi ba bốn cái liền là mình cứ trả ngang mình tính. Một cái tính không vấn đề gì nhưng cho ba bốn cái tính. Ngon lành này. Đây, thì mời em nhìn lại lệnh. Cái lệnh đầu tiên là nhập dòng 1 này. Đấy. Sau đó nhập dòng 2 này. Phải đúng thứ tự nhé. Dòng 3 có được bằng cách là lấy dòng 1 nhân dòng 2 này. Dòng 4 là tổng của dòng 3 này. Dòng 5 mà lấy dòng 4, 3 chia cho dòng 4 này. Thế là ra hết cả lò nhà nó. Thầy có năm thầy ra cái phần này mà thầy đã dạy lý thuyết rồi, dạy phương pháp rồi, nhiều bạn cứ đi tính thủ công. Lò dò tính từng cái một. Lò dò đi tính từ cái một con chết không cơ chứ không tin về tính thử xem hai cái còn lại với cả cái kia đầu tiên xem đúng bằng này hình như ba thằng này cộng lại với nhau bằng một đố kiểm tra đấy đấy là chúng ta hoàn thành được cái phần công thức mẹo còn công thức bé thì thầy vừa nói ở trên rồi. Ở trong sách giáo khoa có một cái ví dụ như thế này em hoàn toàn có thể làm tương tự một công ty khoan dầu thống kê thấy 40% số lần khoan họ đứng giếng dầu họ đang xét xem có khoan hay không một giếng mới họ sẽ tiến hành đo thêm chỉ số phụ quá khứ cho thấy số giếng khoan có dầu 60% là có chỉ số tốt con số này có giếng khoan không thành công là 20% vân vân. Các thầy cô hay lấy toán ứng dụng trong kinh tế chỉ là lấy những ví dụ thế thì mình xử lý cái vụ này tất nhiên những cái bạn giỏi
thì bạn ấy sẽ làm trực tiếp. Nên mà những người giỏi người ta có thể làm trực tiếp như đây người ta nói luôn, và công thức một phát ra ngay. Nhưng tuy nhiên nếu như mà mình không giỏi thì mình làm thế nào? Mình gồm làm hai bước. Bước thứ nhất là mình dùng công thức xác suất để đủ tính trước. Bước thứ hai mình dùng công thức xác suất có điều kiện, tính cũng chẳng sao. Nghe hiểu chưa? Đấy, hồi xưa thầy giáo dạy xác suất thống kê, thầy cứ bảo là kèo phải học thuộc, phải học thuộc cũng thầy mới làm được vậy. Không cần gì đâu. Chúng ta có thể làm gián tiếp. Đầu tiên là tính dựa vào công thức xác suất đầy đủ trước. Sau đó bắt đầu mới xử lý tiếp, dùng công thức xác suất có điều kiện là nó vẫn ra mà. Nó vẫn ra mà, bởi vì công thức BS thực ra là nó chứng minh dựa vào hai công thức ở trên. Có gì đâu. Đấy. Bây giờ chúng ta để ý lời giải này nhé, sau đó em tách thành hai được, thành hai phần được, không cần công thức BS. S là khoan sai, D là khoan đúng. Thì đề bài bảo đấy nhé, một công ty khoan giếng, khoan dầu thấy thống kê 40% khoan của họ là đúng. Như vậy là PD là 0,4 đúng không? PS là cái sai ấy, 0,6 đúng chưa? Như vậy là cái hệ D với S này chính là một hệ đầy đủ các biến cố đúng không? Khoan đúng, khoan sai. Cái dòng đầu như thế, nó gọi tắt như này đâm ra là rất nguy hiểm. Phải giải đầy đủ, phải là gọi S, D lần lượt là biến cố, khoan đúng, phải khoan sai. Khi đó PD bằng này, PS bằng cái này. Đấy. Tiếp tục, để bài bảo có chỉ số tốt này. Chỉ số tốt này. Chỉ số tốt. Đó. Thì như vậy, mình gọi T là biến cố mà cái có chỉ số tốt. Thì bây giờ nó bảo là trong cái khoan đúng ấy, khoan đúng có dầu 60% là có chỉ số tốt đấy nhé. Quá khứ cho thấy trong một trong số giếng khoan có dầu 60% là có chỉ số tốt. Khoan là khoan có dầu, tức là khoan đúng rồi gì nữa, khoan đúng là phải có dầu chứ đúng không? Thì như vậy là PT trên D là bằng 0,6, giữa là dấu phẩy. PT trên S là 0,2 đối với trường hợp khoan sai. Khoan sai có chỉ số tốt 0,2. Đấy, thì bây giờ chúng ta cần phải tìm là bây giờ là có chỉ số tốt rồi, có chỉ số tốt rồi, yêu cầu đi tính nó thuộc khoan đúng. Cái này đúng không? Đấy, bây giờ mình ở trước mặt đây là người ta giải trực tiếp PD trên T. Thì giả sử quên đi, quên đi. Làm từ từ nhé. Cái ký hiệu PT với PD nó khó nhớ lắm. Đấy là lý do tại sao mình cứ phải tập là ký hiệu A1, A2 nó dễ. Bây giờ chúng ta cần tính PD trên T. Thì chúng ta dùng công thức xác suất của điều kiện trước, DT trên PT. Rồi. Thế thì cái con ở trên này là PD nhân PT trên D. Còn con PT này thì nó tách nó ra. Đấy. Khoan đúng thì sẽ là PT trên D. Khoan sai PS trên D. Thế thay vào là nó xong có gì đâu. Thì ta làm sẽ làm hai bước. Đầu tiên là các em tính PT trước này. Đúng không? Nhưng viết này thì hơi khó nhớ đúng không? Thấy chưa? Thế thầy bảo các em không phải người chuyên toán thì các em sẽ viết theo đúng một cái trình tự. Thì nó dễ hiểu hơn. Đây nhìn công thức này cứ như bức bách. Đấy. Thế thôi có gì đâu. Em tách ra, em làm cái này trước. Em có thể gọi A1, A2 là lượt là biến cố, khoan đúng và khoan sai. Thế cho nó dễ. Thì chúng ta thay vào công thức nó rất dễ hiểu. Chưa? Thế thì cái tài liệu về cơ bản xác suất này thì thầy cũng đã đưa ở trên nhóm hội cựu học sinh sinh viên thầy Ngô Tần. Em có thể lên đó các em download để nó bổ sung bài tập. Chúng ta đừng có học một cách là
tài liệu của giáo viên cho như thế nào, cứ học mấy chữa bài nào làm lúc mày đấy đi thi chỗ trượt, mình phải làm rộng hơn nha, điểm nó không cao, có thể qua nhưng mà điểm nó không cao. Rồi, nhóm chịu không? Mỗi cựu học sinh sinh viên thầy Nhung Công Tấn ấy, vào đó vào lâu lâu đăng nhập vào cái máy này, lên nào, lên nào, bay lên nào. Đấy, mình vào đây mình tìm hội cựu học sinh, là có cơ hội học sắp xếp thống kê chứ. Hồi xưa có cái hội đấy nhưng mà lâu không quản nữa, để buông, đôi lúc phải buông bỏ. Đây, vào đây đấy, tải về và cài đặt này. Có nhiều bạn học tuần thứ ba mà chưa biết cài nữa. Chúng ta nhìn cái menu nó ghi ở đây là file này, đấy vào đấy xem đấy, có em của người yêu cũ tham khảo đề thi năm ngoái gì đây này. Có các công thức lượng giác nếu mà học lớp 10, lớp 11, lớp 12. Công thức lượng giác số phức. À đây rồi, bài thuật. Bài thuật xác suất cơ bản. Đấy, 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 đấy. Đọc và hiểu hết được cái này thì không có vấn đề gì. Này nó có phiên bản cũ, phiên bản mới, phiên bản năm 2022. 20 tháng 4 thì nó mới hơn cái phiên bản này một chút. Rồi cả bài tập về ước lượng khoảng như quy nạp toán học dành cho ai mà chưa qua được môn logic suy luận, ngụy biện, quy tắc suy luận, đơn anh, toàn anh, song anh, kiểm chứng phù hợp, phân tích phương sai, kiểm chứng độc lập, vân vân. Trong này rất nhiều file. Bài tập phân phối chuẩn, phân phối nhị thức là sẽ dành cho phần của cái giờ tiếp theo đấy. Đấy, thì đây là thầy giáo hướng dẫn chúng ta xong được cái phần xác suất cơ bản xác suất. Chúng ta sẽ nghỉ giờ nào ít phút, chúng ta quay lại học tiếp.